mọi người nhé. Đây mình đây. Ngày hôm nay mình vừa làm vườn xong thì bây giờ không còn việc gì làm nữa rồi. Thì mình đã nghĩ ra được một món ăn mới, đó là món cơm sườn khổng lồ. Món này thì cũng rất nhiều người làm rồi nhưng mà mình chưa làm bao giờ. Thì hôm nay mình quyết định là sẽ, bởi vì mình rất là thích ăn sườn mọi người ạ, nên là mình sẽ làm một đĩa cơm sườn khổng lồ. Bây giờ cách làm như nào thì mọi người theo dõi hết clip của mình nhé. Nếu mà các bạn thấy hay thì hãy đăng ký kênh, like video để ủng hộ mình. Bởi vì kênh mình cũng mới thành lập nên là rất ít người đăng ký. Mong các bạn ủng hộ để tạo động lực cho mình làm các video tiếp theo nhé. Nếu các bạn có ý kiến gì thì hãy bình luận ở dưới video nhé mọi người nhé. Mình đã mua được một miếng sườn lợn rất là tươi về nhé mọi người nhé. Mình vừa mua ngoài chợ về. Rất là to mọi người ạ. To lắm. Bây giờ đầu tiên thì mình sẽ chế biến nó. Sẽ luộc nó qua bằng hành này, ớt này, sả này, quế hồi và thảo quả nhé mọi người nhé. Và ngũ vị hương nữa. Đấy, sau đó là mình sẽ đem đi mình nướng mọi người ạ. Đây. Đây là món sườn sau khi mình đã trần ra nhé. Trần qua đấy, mình chỉ trần qua 2-3 phút thôi mọi người ạ, chứ không phải là trần chín đâu nhá. Mọi người mà trần chín là sẽ không nướng được đâu nhá. Đây, cái nước của nó đây. Bây giờ mình sẽ đem đi chuẩn bị xiên để nướng nó nhé mọi người nhé. Mình đi chuẩn bị than đã. Đây mọi người ơi, bây giờ mình vừa mới xiên miếng sườn xong rồi nhé. Bây giờ mình sẽ nướng nó mọi người ạ. Than thì giờ cũng đã được rồi, nên là mình sẽ nướng cả miếng sườn này luôn nhé mọi người nhé. Nướng này rất là lâu mọi người ạ, bởi vì miếng sườn này nó rất là to mọi người nhá. Nướng này lâu lắm. Cầm này rất là mỏi tay luôn nhưng mà cũng phải chấp nhận thôi. Trời này đang sắp mưa nữa, hôm ra là phải nướng thật nhanh.
Đây mọi người ơi, bây giờ mình đã nướng xong rồi nhé. Rất là ngon, thơm lắm mọi người ạ. Bởi vì thơm mùi thảo quả rồi các thứ vàng ươm mọi người nhá. Bây giờ mình sẽ sắp nó lên, xong mình sẽ lại quay tiếp cho mọi người xem nhá. Mình đã làm xong món cơm sườn này nhá mọi người nhá. Đây là gia vị bột canh rồi sả rồi lá chanh rồi ớt nhiều lắm. Và bây giờ mình sẽ gặm miếng sườn này nhá mọi người nhá. Gặm từ đâu? Gặm chỗ nhiều thịt đi. Mời mọi người nhá. Ngon lắm mọi người ơi. Đây là lần đầu tiên mình được ăn món cơm sườn mà nó to như này mọi người ạ, không chấm được vừa vào bát luôn. Rất thơm nhá, thơm ngon lắm. Đó mọi người ạ. Mình nướng rất là kỹ mọi người nhé. Nướng khăn hoa thơm. Ngon mọi người. Lần đầu tiên trong đời ăn cơm sườn ngon này. Quá tuyệt vời luôn ạ. Giờ khó gặp đấy. Mình đang ốm mà ăn món cơm giờ này khỏi ốm luôn.
Nó ngon rồi. Ngọt quá mọi người. Mình đã ăn xong đĩa cơm sườn này mọi người ạ. Và mình xin dừng clip ở tại đây nhé. Mọi người có ý kiến đóng góp bình luận gì thì cứ bình luận ở video nhé mọi người nhé. Mọi người nhớ đăng ký kênh like để ủng hộ cho mình nhé. Để mình có động lực làm các video tiếp theo nhé. Xin chào tất cả mọi người.